Hello, xin chào tất cả mọi người đến với bài học của ngày hôm nay. Thì buổi trước chúng ta đã đi phần viết bè đệm cho ca khúc, cho bản nhạc. Thì buổi trước mình có chỉ cho các bạn cái đệm, cái nhịp cơ bản như 2-4 này, 3-4 này. Đây chúng ta có 3-4 này, thì 2-4, 3-4 đúng không? Thì mình sẽ ôn lại cho các bạn một chút. Thì cái nhịp 2-4 thì nó, đây nó đơn giản như này thôi. Nó chỉ có như là, rồi đây chúng ta có nhịp 3 4 này, đây mình giả dụ đây là nhịp 2 4 chẳng hạn nhé. Thì đây chúng ta xóa bớt cái này đi. Đấy, chúng ta đầu tiên thì trước khi vào một bài thì các bạn bao giờ cũng phải là chúng ta nhìn giọng đúng không? Chúng ta xem giọng đây là giọng gì? Đây là đô trưởng này. Thì căn cứ vào nốt đô là nốt kết đúng không? Này. Thì chúng ta có nốt nốt đô có nghĩa là chúng ta có giọng đô trưởng này. Ok, đô trưởng và mình sửa lại đây là nhịp 24 chẳng hạn nhé, đây 24 này. Đấy, giả dụ đây là nhịp 24 đúng không? Thì chúng ta có hai phách trong một ô nhịp này. Đấy. Sau khi chúng ta có giọng đô trưởng rồi chúng ta bắt đầu đi tìm giọng họ hàng của nó. Giọng họ hàng là những cái giọng mà nó nằm trong cái bản nhạc đấy liên quan với nhau để chúng ta có thể dùng những cái giọng đấy để chúng ta đệm hát cho cái ca khúc của chúng ta đúng không? Cho bản nhạc của chúng ta. Đấy thì chúng ta có tông đô trưởng rồi, đô trưởng thì chúng ta không có dấu hóa đúng không? Đấy thì các bạn có thể nhìn vào cái này. Để chúng ta đi tìm giọng họ hàng. Đây là đô trưởng là thứ không có dấu hóa thì chúng ta sẽ lấy hai cái thằng hai bên của nó đấy. Chính là một dấu thăng và một dấu giáng đúng không? Một dấu thăng thì chúng ta có so trưởng mi thứ và một dấu giáng thì chúng ta có pha trưởng đê thứ đúng không? Vậy thì chúng ta có tất cả là bấy nhiêu giọng đúng không? Đô trưởng là thứ này, so trưởng mi thứ và pha trưởng đê thứ. Đấy, thì cho sau khi mà chúng ta có giọng họ hàng rồi thì chúng ta bắt đầu đi set từng cái ô nhịp một để chúng ta xem cái chúng ta đặt hợp âm cho nó đúng không? Chúng ta đặt hợp âm cho nó trước đã. Đó, chúng ta đặt hợp âm cho nó trước. Ví dụ như đây trong này đúng không? Chúng ta có nhìn vào cái nốt bè giai điệu, đây là bè giai điệu đúng không? Nốt này là nốt bè giai điệu. Đấy thì chúng ta nhìn vào nốt giai điệu để chúng ta đặt cái hợp âm cho nó. Ví dụ đây là nốt rề đúng không? Nốt rề này thì các bạn phải xem cái nốt rề này nó nằm ở trong cái hợp âm nào trong những cái giọng này đúng không? Ví dụ đây chúng ta đã đặt sẵn là son trưởng rồi đúng không? Son si rế nó có rề đúng không? Ngoài ra có rề pha la cũng có rề này đúng không? Đấy, ví dụ như thế thì chúng ta quan trọng là chúng ta xem này nó nằm ở trong cái hợp nào và trong những cái hợp đấy chúng ta có thể lựa chọn ra một cái hợp âm mà nó hay nhất và chúng ta cảm thấy hay nhất. Đấy, ví dụ như đây chúng ta có rê thứ và son trưởng là có nốt rê đúng không? Thì chúng ta cảm thấy son trưởng hay hơn thì chúng ta đặt nó là son trưởng. Đấy, son trưởng. Ok. Đấy, sau khi chúng ta cũng cái bên này cũng thế, cũng làm tương tự như là cái bên này. Đấy, sau khi chúng ta đặt hết cái hợp âm rồi, đặt hợp âm ví dụ son trưởng hay pha trưởng, đô trưởng cái thứ này. Đặt hết này rồi chúng ta bắt đầu đi đi phối cái bè đệm cho nó thì son trưởng là hợp âm là son si rế đúng không? Son si rế thì chỗ này chúng ta đặt là son si rế này. Đấy, son này. Đấy, son si rế đúng không? Son si rế thì bên này chúng ta chỉ cần đặt một âm thôi được. Nếu mà đặt một âm thì chỗ này các bạn có thể viết cái này là nốt trắng các bạn nhé, để cho nó kéo dài hai phách. Đấy. Có thể như thế hoặc là chúng ta có thể viết nốt đen mà chúng ta đệm làm hai lần cũng được không sao cả. Đấy, ví dụ như thế này. Đấy. Ta có thể đệm như thế. Đấy, nên là cái mà nhịp 24 thì nó tương đối dễ hơn, không khó thì các bạn có thể tùy thuộc vào số nhịp này để các bạn chia cái bè đệm, chia cái hợp âm của các bạn ra làm mấy phách chẳng hạn. Ví dụ như đây là 24 chúng ta có thể viết làm hai phách, mỗi phách là một hợp âm, ví dụ thế chẳng hạn. Ví dụ đây là nốt đen nhé. Đây là nốt đen mà bên này các bạn có thể để một hợp âm nốt đen được, bởi vì hai nốt đen cộng lại thì bằng bằng hai phách đúng không? Mỗi nốt đen là một phách. Đấy, thì các bạn có thể viết làm hai phách, làm hai hợp âm thì cũng được. Hoặc là các bạn không muốn để hai hợp âm, các bạn để một hợp âm như này được thì các bạn phải để nốt trắng, bởi vì chúng ta một hợp âm này nó kéo dài hai phách. Hoặc các bạn chỗ này viết nốt đen, các bạn chỗ này cũng viết nốt đen, xong các bạn nối nó với nhau bằng dấu nối cũng được, nó cũng tương đương như thế đấy. Ok, thì là cái nhịp 24 chúng ta có thể cũng viết làm hai phách như thế cũng được. Đấy. Hoặc không thì chúng ta thực ra cái nhịp 24 thì cũng dễ thôi, không khó đâu các bạn, cứ nhịp đệm 1 2 1 thôi, có nghĩa là chúng ta cứ để chỗ nào các bạn để hai hợp âm cũng được, hai hợp âm này hoặc là một hợp âm kéo dài này cũng được. Đấy. Còn cái nhịp 3 4 thì chúng ta cũng có cái kiểu đệm của nhịp 3 4 như thế. Đây, ví dụ như lúc nãy mình nhịp 3 4 này đúng không? Son son này ví dụ thế thì mình có thể đệm là đấy, như buổi trước mình đã đệm là không giải cho các bạn ấy, mình có thể đệm sò này xong rồi sang đây là si rế đúng không? Đấy, si rế này thì các bạn cũng có thể đệm là ba hợp âm được nhá, ba ba phách này, ba phách là
chúng ta có ba nốt đen đúng không, thì các bạn chỗ này để là sòn si rế này, chỗ này cũng sòn si rế hoặc là si rế sòn hoặc si rế sòn được, chỗ này hay chỗ này các bạn đảo đi một chút được đấy, có nghĩa là các bạn có thể xếp lên thành ba cái chồng âm như thế này, ba cái âm như này để thành một cái hộ âm đúng không đấy, chỗ này các bạn có thể để là sòn si rế đây, các bạn để như thế này được không sao cả đấy đấy đấy, các bạn để thế cũng được, hoặc là như buổi trước mình đã chỉ cho các bạn là chúng ta chỉ cần để một nốt như thế này thôi đấy. Đấy là một cái kiệu đệm là cái nốt bypass, chúng ta chỉ cần để một nốt thế này thôi đấy, còn hai kiểu thì mình để như thế này ok nhá. Đấy ví dụ thế, thế thì các bạn có thể đệm kiểu này là đây gọi là hợp âm mà chúng ta giải ra các bạn nhé, cũng là một loại hợp âm giải ra, bởi vì là cái này là bypass của chúng ta nó tách ra đây này, bypass là chúng ta đệm trước xong rồi hai bè trên là chúng ta đệm theo sau đúng không đấy, thì các bạn lưu ý là tất cả cái ô nhịp này mới là một hợp âm các bạn nhé, mới là một hợp âm chứ đây không phải là hai hợp âm đâu nhé. Bởi sòn này si rế đấy, đây chính là hợp âm son trưởng son si rế đúng không, hợp âm son trưởng son si rế. Nếu ví dụ như các bạn sang đây các bạn đổi hợp âm khác, ví dụ các bạn để nó là một cái hợp âm khác chẳng hạn, ví dụ nó có bài bass này dưới này nó là la ai si chẳng hạn, thành một cái hợp âm khác hẳn luôn, ba nốt thì nó lại là hợp âm khác các bạn nhé. Còn nếu mà các bạn để chỗ này là một nốt bass, một nốt bài bass và cộng với trên này là bè trên này của nó, bè đây hai bè trên này thì đây là một hợp âm thôi các bạn nhé. Đấy có khi các bạn nhìn vào một cái bài hát mà người ta viết cái bè đệm như thế này này thì các bạn hiểu được à đây là một hợp âm các bạn nhé, nó chỉ là một hợp âm thôi, son si rế son trưởng ok đấy. Đấy thì cái buổi trước là nó cũng khá dễ thôi, mình nó là những cái mà đệm cơ bản, những nhịp cơ bản đấy. Thực ra bên đây mình dạy các bạn đệm là cũng chỉ là những nhịp cơ bản thôi, còn muốn nâng cao lên thì các bạn phải nắm được các nhiều các hợp âm khó, với lại chúng ta phải biết biến tấu cái bài đệm đi thì nó sẽ trở nên khó hơn, sẽ nâng cao hơn. Đấy ok, thì cái bài buổi trước thì chúng ta là đang dừng ở cái phần đấy đúng không, thì như 3-4 này các bạn đệm thế này cũng được, đây là cơ bản đấy. Còn các bạn cũng thể dụ đây mình có thể biến tấu đây hai nốt, đây nốt đen đúng không, các đây là toàn bộ nốt đen đúng không, thì chúng ta có thể biến tấu cho nó nhỏ hơn nữa thành nốt đơn chẳng hạn, thế đấy là tùy các bạn. Đấy, chúng ta có thể test làm son đơn, son si đệm lên đây. Đây ví dụ như thế này này, đây chúng ta có đệm là son, kiểu như thế này. Đấy, các bạn đảm bảo làm sao cho mình là tổng cộng cái số phách này vẫn phải đúng là 3 phách các bạn nhé, vẫn phải đúng 3 phách. Đấy các bạn trẻ nhỏ cái nốt vừa nãy ra, son si thì nó vẫn là trong gam giải của son trưởng đúng không, son này si này đấy, si rế này vẫn là son si rế, vẫn là bình nhiêu nốt son si rế đấy, thấy không đấy, các bạn có thể trẻ ra như thế được. Ok thì mình xóa bài này đi nhá, thì hôm nay chúng ta đi sang một cái loại nhịp mới, chúng ta đi đệm sang một loại 4-4 đi. Đây mình cho các bạn sẵn một cái này đây rồi, thì cũng giống như cái kia là chúng ta đầu tiên là chúng ta phải đi tìm cái giọng họ hàng đúng không, đấy của nó đây đấy, đây là dấu thăng này, thì mình viết lại cái này cho các bạn để các bạn nhìn vào đây cho nó dễ thôi, để chúng ta có cái để nhìn vào đây thì chúng ta xem là những cái gì đấy. Ok thì đầu tiên mình đi xem bài này là giọng gì nhá. Đấy đầu tiên là chúng ta nhìn thấy là khóa son đúng không, đấy khóa son thì đây là hai dấu, chúng ta có hai dấu thăng này, pha thăng đô thăng này. Vậy pha thăng đô thăng là giọng gì, cái này các bạn là phải thuộc rồi nhá, tại vì cái này mình dạy ở những cái bài mà nó đã lâu rồi, những cái bài mà gần đầu mình đã dạy rồi đúng không. Đấy pha đô thăng là giọng gì, kết nốt rê này. Đấy, pha đô thăng là rê trưởng si thứ đúng không, thì kết nốt rê chúng ta có, đây là giọng rê trưởng nhá. Đấy đây chúng ta có giọng rê trưởng này, D major này. Đấy ok sau khi tìm được giọng rê trưởng đúng không, rê trưởng mà hai dấu đúng không, hai dấu thăng, các bạn nhìn vào hai dấu thăng trên này đi, đây hai dấu thăng đây. Đấy đây chính là chúng ta có hai dấu thăng nằm đây đúng không, hai dấu thăng nằm đây rồi. Ok các bạn xác định hai dấu thăng nằm đây rồi thì các bạn đi tìm họ hàng của nó nằm ở ngay hai bên luôn, một bên là ba dấu thăng và một bên là một dấu thăng. Đấy bây giờ ba dấu thăng là gì và một dấu thăng là gì, bây giờ chúng ta đi tìm ba dấu thăng là gì và một dấu thăng là gì. Ba dấu thăng là gì, chúng ta có giọng gì, à từ đi một dấu thăng trước đã, một dấu thăng là gì, son trưởng này, mi thứ đúng không, một dấu thăng đấy,
Đấy, một giọng là chúng ta có son trưởng mi thứ tiếp. Bây giờ cái giọng ở giữa là chúng ta có rê trưởng đúng không? Đấy, giọng chủ của chúng ta ấy ra là rê trưởng hoặc si thứ đúng không? Đấy, thì cái giọng mà ba dấu thăng là gì? Ba dấu thăng chính là cái giọng bên phải này này. Đấy. Một dấu thăng đây chúng ta có rồi, một dấu thăng bên trái là son trưởng mi thứ đúng không? Ở giữa chúng ta có hai răng là rê trưởng si thứ. Bây giờ ở bên phải là ba dấu thăng là gì? La trưởng và pha thăng thứ đấy. Ok, thì bây giờ chúng ta có cái này rồi. Đấy. Các bạn cứ làm theo các bước thì mình đã làm ấy. Đấy. Thì bây giờ ok, chúng ta bây giờ mình cho các bạn nghe trước cái giai điệu của nó nhá. Bây giờ thực ra cái bài này này, cái nhịp 4/4 này là cái nhịp mà chúng ta thấy nó, mình thấy nhá, nó thường ấy, nó thường xuất hiện ở trong những cái bài nhạc trẻ. Đấy, những cái bài nhạc trẻ, kể cả những cái bài piano mà đương đại hiện đại bây giờ ấy. Có mình nói cái bài piano phổ biến bây giờ ấy. Đấy. Nó thường hay xuất hiện nha các bạn, hoặc là những cái bài nhạc trẻ nào mà các bạn cover lại kiểu đệm piano ấy. Đấy, thì các bạn cũng thường đệm cái kiểu này, và nó thường hay xuất hiện ở cái nhịp 4/4 này các bạn nhé. Thường có trong nhịp 4/4 này. Ok, bây giờ mình cho các bạn nghe trước một chút cái giai điệu. Thực ra mình nghĩ ra một cái giai điệu cho các bạn để các bạn tập cái bè đệm thôi. Đấy. Đấy, đây là mình lấy tạm một cái giai điệu của mình nghĩ ra thôi. Nghĩ ra một cái để chúng ta đi viết cái bài đệm cho nó thôi. Đấy. Ok, thì bây giờ là chúng ta bắt đầu phải dùng những cái hợp âm như thế này để chúng ta đi viết cái bài đệm. Đấy, những cái bài đệm đối với nhịp 4 này thì chúng ta sẽ viết theo kiểu giải hợp âm các bạn nhé. Thì lúc nãy là mình cho các bạn xem là nhịp 3/4 chúng ta cũng giải hợp âm đúng không? Nhưng mà chúng ta giải kiểu là một nốt bass và hai nốt bè trên là đi như thế này đúng không? Đấy, các bạn thấy không? Như cái nhịp 4/4 này thì chúng ta sẽ viết bài đệm theo kiểu là giải đều hợp âm các bạn nhé. Giải đều có nghĩa là nó sẽ không chồng, có chồng âm lên như lúc nãy nữa. Lúc nãy là chúng ta có si rê là hai nốt chồng lên nhau đúng không? Hai gọi là chồng âm đấy. Đấy, thì chúng ta có một nốt bass và hai nốt chồng âm bên này đúng không? Hai cặp nốt chồng âm này đúng không? Đấy, thì sang nhịp 4/4 này mình sẽ chỉ cho các bạn cái mà chúng ta viết bài đệm theo kiểu là giải tất toàn bộ hợp âm các bạn nhé. Giải hợp âm ra. Đấy. Thì ok, thì đầu tiên là chúng ta đi ô nhịp đầu tiên đúng không? Thì các bạn thấy ô nhịp đầu tiên này là ô nhịp gì đây? Nhịp gì mình đã dạy các bạn rồi. Đây chính là nhịp đáy đà đúng không? Có nghĩa là chúng ta chỗ này chúng ta không đập vào phách, chúng ta chỉ là rê đô rê à, rê mi rê đô si đúng không? Rê mi rê đô si, bắt đầu chúng ta vào tới đây. Vậy thì chỗ này chúng ta có viết bài đệm không? Không các bạn nhé, chúng ta không viết bài đệm. Bởi vì đây chỉ là cái nhịp và các bạn lấy đà vào thôi đây này. Đấy, các bạn thấy. Đấy, thì cái đầu tiên là chúng ta không viết bài đệm nhé. Thì nếu mà các bạn không viết bài đệm thì ô nhịp các bạn cũng không được để trống như thế này nhé. Các bạn phải cho cái gì mà mình đã trước đây mình đã nói rồi nhỉ, cái dấu lặn mà nhé. Bây giờ nhịp 4/4 của chúng ta là chúng ta có 4 phách. Vậy 4 phách tương đương với nốt gì? 4 phách tương đương với nốt tròn đúng không? Thì vậy chúng ta phải để là lặn tròn vào đây các bạn nhé. Để cho nó lặn 4 phách luôn các bạn nhé. Đấy. Đấy, các bạn thấy không? Đấy. Ok, thì là chỗ này chúng ta không viết bài đệm vào đây nữa. Bắt đầu chúng ta đi từ chỗ này nhá. Đấy, thì các bạn có thể thấy là đây là cái vừa nãy là đây, cái này nốt này là nốt si đúng không? Chỉnh lại chỗ này chút cho nó dễ nhìn. Thế nên nó chỉnh hơi khó. Đấy. Ok, bây giờ chúng ta sẽ xem cái si, nốt si này. Nốt si này nó nằm trong hợp âm nào? Son si rê này có si này. Mi sol si này có si này. Rê fa la không có si, si rê fa có si đúng không? La đô mi không có si, fa la đô không có si. Vậy chúng ta có hai cái hợp son trưởng và mi thứ này có si đúng không? Và cái si thứ này có si. Vậy bây giờ chúng ta đi chọn một trong ba cái hợp âm này nhá. Đấy, thì tùy các bạn là các bạn cảm thấy cái nào nó hay thì chúng ta chọn nó thôi. Ok, mình chọn cái son trưởng thử đi. Bởi vì một cái bài giọng trưởng ấy, đây này, thử cái hợp âm son trưởng nhá. Son trưởng đây thì chúng ta sẽ viết cái hợp âm nó theo kiểu là giải ra các bạn nhá. Chúng ta cho son trưởng vào đây nhá, son si rê này, đây là son si rê đây, son này, son này. Son bây giờ mình không viết si, mình viết lên rê nhá các bạn nhá. Son đây, son này nó vẫn là cái hợp âm
Son trưởng các bạn nhé, sòn si rê có nghĩa các bạn không phải máy móc, có nghĩa là mình không thể lúc nào mình cũng là sòn xong đến si xong đến rê các bạn nhé. Các bạn có thể viết là sòn xong rê xong son xong si này cũng được này, đấy nó vẫn là sòn này, si này, rê và son đúng không, nó vẫn là sòn si rê đúng không đấy, nhưng mà thứ tự nốt nó có thể các bạn có thể viết khác đi nhá. Đấy ok chưa, đây đúng ra là mình viết đây, mình viết thế này, sau tí mình đối với nhau thì nhìn hợp âm nó sẽ rất là đẹp đấy, như thế này này đấy, có nghĩa là chúng ta là sòn si rê à đâu, sòn rê sòn si xong ngân dài đây đúng không, sòn rê sòn si đấy, ngân dài sang bên này. Nhưng mà rất tiếc là cái phần mềm chơi nhạc là nó không chơi cái dấu nối được các bạn ạ, nó không chơi dấu nối, nên là nó chỗ này chơi cả hai nốt si, nó chơi là sòn rê sòn si đấy, nên là mình không muốn cái nốt này nó bị chơi làm hai hai cái nốt này, nên là nó sẽ tí mình sẽ để cái chỗ này là nốt đen thôi cho nó ngân dài ra đấy, để sẽ cho các bạn nghe nó rất là hay đấy, giá trị có nghĩa là tiết tấu nó tương đương nhau, đây là không để mình sửa luôn si này, chỗ này mình để là nốt si đen đi đấy, chứ bình thường người ta viết là người ta hay viết kiểu kia nhé, đây là mình viết thế này để cho các bạn bạn thấy được là cái chỗ này nó ngân sang cái nốt bên này, chỗ này là tương đương với hai nốt đơn đấy, thì một nốt đơn là nó sẽ ăn với cái ba nốt này và một nốt đơn là ăn sang bên này đúng không đấy, không nhưng mà để nốt khác đi tại vì nó bị thiếu rồi, một nốt đơn này nó cộng với một đen đây, mình để chỗ này là mình trầm dôi này, trầm dôi là một phách rưỡi tương đương ba nốt đơn, ba nốt đơn thì một nốt đơn ăn bên này, hai nốt đơn ăn sang bên này đấy, thì chỗ này là hai phách ba phách, còn thiếu một phách, thiếu một phách thì bây giờ chúng ta không muốn nó ngân dạ nữa thì chúng ta cho cái lạng đen vào đây đấy, lạng đen vào đây thì các bạn để ý nhé, trên này là chúng ta có nốt trắng là hai phách đúng không, hai phách thì nó tương đương với lại mấy nốt này, bốn nốt đơn đúng không, bốn nốt đơn thì đây có ba rồi thì một nốt đơn nữa là nó ăn vào giữa nốt này đúng không, vậy thì hai phách là chúng ta phải đấy, chúng ta xếp gọn nó sang đây để cho nó ăn toàn bộ sang cái nốt trắng này, nốt trắng này chiếu hai phách thì nó phải ăn vào giữa cái nốt này nữa. Đấy, các bạn hình dung ra chưa? Đấy. Ok, thì chúng ta sẽ xem nghe thử cái kiểu đệm của nó. Đấy, bây giờ mình soạn tiếp thì nghe các bạn nghe này, ví dụ đấy. Đấy là cái kiểu mà giải các bạn thấy không? Giải nó ra từng từng từ âm một này, sòn này, rê, sòn, si này đúng không? Chúng ta đi từng âm một đây này. Đấy, chứ chúng ta bây giờ chúng ta không xếp chồng âm như thế kia nữa. Đấy, bây giờ mình sang ô bên này nhá, thì la này. Nốt la là sẽ có trong hợp âm gì các bạn? La này, re fa la là có la đúng không? La trưởng cũng có la đô bí cũng có la, fa la đô cũng có la, vậy chúng ta có re trưởng, la trưởng và fa thăng thứ này. Chúng ta có thể đi đi ví dụ sang re trưởng đi nhá. Đây này. Mình sang thử cái re trưởng đi. Ok, bây giờ mình xếp hợp âm re trưởng lên. Chúng ta đi là rê này, rê la rê đi, rê la rê đúng không, rê la rê đấy, sòn si bên này là sòn rê sòn si thì bên này là rê pha la đúng không, rê la rê pha đi, hoặc nếu không các bạn bè nó mà lên lên cao quá thì các bạn có thể viết là rê pha la đi, không nhất thiết là cứ phải là rê la rê, chúng ta có thể tùy chọn nốt được mà. Đấy, đấy là tùy theo chúng ta đặt cái bài đấy như thế nào đúng không? Rê pha la rê, bây giờ đấy mình để cái nốt này nốt đen chấm dôi đi. Đấy, để cho nó ngân dài ra, chứ còn viết thế kia mới là đấy nha các bạn nhá. Viết thế kia nhưng mà máy nó không chơi được, nên thành ra là mình phải viết thế này để cho nó ngân theo kiểu như vậy đấy nhá. Đấy, các bạn nghe thấy không? Đấy là một cái kiểu đệm nó rất hay dùng cho những cái bài mà nhạc trẻ, nhạc nhẹ các kiểu bây giờ, những cái bài mà nó phổ biến bây giờ thời về hiện đại về sau này này đấy, chúng ta thường thấy có những cái bài mà nhạc trẻ cover lại hay đệm kiểu này đúng không, đấy thì cái nhịp 4/4 này chúng ta rất hay đệm cái kiểu như vậy nhá. Đấy, tiếp theo này sang đây thì là nốt si này, lại là giống nốt si này, bây giờ chúng ta lại viết y nguyên như này, sòn rê sòn si đúng không, sòn rê sòn si này. Đấy, bây giờ chúng ta viết sòn này, rê, sòn, si, đấy, sòn rê sòn si đúng không?
cái ở bài giai điệu mình đang đảo phách nó hơi, các bạn nhìn đây nó hơi khó nhìn nha. Thì khi mà các bạn nhìn này này, đây vẫn là hai phách đúng không, ba phách rưỡi này, bốn phách vẫn đủ bốn phách đúng không đấy. Nhưng mà các bạn có thể tưởng tượng là đây đen chấm dôi này cộng với đơn thì là hai phách, chúng ta chẻ đôi cái nốt này ra thì thành hai nốt đơn không, hai nốt đơn thì một nốt đơn nó sẽ ăn vào bên này và một nốt đơn nó sẽ ăn, một nốt đơn nó sẽ đứng riêng ra, thì chúng ta sẽ đơn này, đen đơn chính là, đây chính là đảo phách đúng không. Đây này, ví dụ nốt rê này, bây giờ rê đen đúng không, bây giờ mình biến nó thành cái hai nốt rê đơn đấy, các bạn thấy không. Thì cái nốt này đây là một cụm đúng không, đen chấm dôi đơn chính là hai phách đúng không. Hai phách thì chỗ này có phải là cái đảo phách mà trước đây mình đã dạy các bạn không, 1 2 3 1 đúng không. Đấy, chúng ta đập như thế đấy. Thì bây giờ mình rút gọn nó ra, bởi vì bây giờ cái này nó, cái phần mềm này nó không chơi được. Bây giờ mình nối thế này thì nó chơi cả hai nốt, nó không chơi được dấu nối, thành ra là mình mới lại phải viết là chỗ này là cái nốt đen đấy, nốt đen để cho nó không vấp phải dấu nối, thì để nó chơi liên tục được các bạn không, để cho nó không bị chơi làm hai nốt. Ok, và tiếp chúng ta đã có chỗ này là sòn, thêm cho cái bài này nó quay xuống đấy, sòn rê sòn si đúng không, sòn rê sòn si. Thì bây giờ chúng ta viết tiếp cái bên này là mi này, nốt mi này, thì bây giờ chúng ta xem nó là cái gì. Mi sol si cũng là mi đúng không, cũng có mi này, là đô mi cũng có mi này đấy. Thì chúng ta có, chúng ta có là mi thứ hoặc la trưởng đúng không, la trưởng đúng không. Các bạn để ý nhé, cái tông này là tông rê trưởng đúng không, rê trưởng thì bậc 5 của nó là gì, là la trưởng đúng không. Rê pha la, đọc ga mà các bạn đọc ga mà để các bạn tìm ra bậc ngay. Rê pha la là 1 3 5, cái này mình đã dạy các bạn đọc đi đọc lại rồi đúng không. Rê pha la chính là 1 3 5, thì bậc 5 của nó là ra ngay là la trưởng các bạn nhé. La trưởng thì đây mình phối la trưởng vào đây đấy, bởi vì bậc 5 mà thường là bậc 5 sẽ kết về để về âm chủ đúng không. Đấy, thì chỗ này mình sẽ phối là la trưởng vào đây các bạn nhé, là mi này, là chỗ này đô đi đấy. Ok, đấy chỗ này chết nãy mình quên, một phách này, một phách rưỡi, hai phách đây, thiếu mình phải cho cái lặng đen vào đấy để cho nó đấy, để cho nó đủ 4 phách các bạn nhé. Chết quên đen chấm dôi, à lặng đen chấm dôi mình để cái này chấm dôi này đấy các bạn thấy không, đủ này đấy. Ok, là chỗ này chúng ta đủ 4 phách nhé các bạn nhé. Đấy, thì chỗ này rê thì tất nhiên chúng ta về rê trưởng thôi, rê này, rê pha la, rê pha la và rê đúng không. Đấy, rê pha la rê này, đây thì các bạn lại cho cái lặng vào đây, tại vì nãy cái nốt này mình đang để chấm dôi thì ra sang cái lặng này nó bị chấm dôi. Đấy, bây giờ chúng ta thử nghe một chút nhá, rê pha la rê này. Ok, đấy các bạn thấy không? Đấy, thì kiểu đệm này nó rất hay dùng trong nhạc trẻ các bạn nhé. Những cái bài mà cover bằng nhạc trẻ các thứ là cũng hay dùng. Đấy, có chỗ này không ổn lắm. Đấy các bạn thấy không? Đấy, thì cái kiểu đệm 4/4 này cũng rất là hay. Đấy, thì là cái kiểu đệm này rất là, các bạn đây là kiểu đệm mà chúng ta giải hợp âm nhé. Đấy, thì các bạn chỗ này các bạn cũng có thể thêm nốt vào, ví dụ như đây này, chỗ này nhá. Chúng ta có thể biến tấu nó đi, cái 4/4 chúng ta có thể biến tấu nó đi như này. Đấy, thì chỗ này các bạn không thể để lặng nữa, cho nên chúng ta không để